Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh du lịch Việt Nam Tours. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với thị trấn Sapa Mở Sương, nơi mà cảnh vật, con người sẽ khiến bất cứ ai say đắm. Sapa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, một vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên. Phong cảnh thiên nhiên của Sapa được kết hợp với sức sáng tạo của con người, cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng, như bức tranh có sự sắp xếp theo một bố cục hài hòa, tạo nên một vùng có nhiều cảnh sắc thơ mộng, hấp dẫn. Từ trung tâm thành phố, bạn có thể phóng tầm mắt của mình thỏa thích ngắm nhìn những đỉnh núi ngút ngàn. Nằm phía tây bắc Tổ quốc, Sapa ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên, con người. Thị trấn trong mây hấp dẫn du khách với quang cảnh núi non hùng vĩ cùng trải nghiệm độc đáo với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhắc đến Sapa, người ta không quên nhắc đến chợ tình. Chợ tình Sapa là một nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc sinh sống ở Sapa, Lào Cai. Chợ tình Sapa là một địa điểm du lịch nổi tiếng mà du khách nào cũng phải ghé qua ít nhất một lần khi tới đây. Chợ tình, chợ mà không phải chợ. Hầu hết chúng ta đều cho rằng đã là chợ thì ắt phải diễn ra hoạt động giao dịch, mua bán. Thế nhưng chợ tình Sapa hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần một lần có dịp đến đây, du khách có lẽ sẽ hiểu được những nguyên tắc thú vị của phiên chợ này. Ở đây, cái tình, cái nghĩa không được đem ra để bán và cũng chẳng có người mua. Tất cả đều dựa trên nguyên tắc tự do, tự nguyện của đôi bên. Đôi khi người bán muốn bán mà người mua không nhận. Đôi khi người mua muốn mua mà người bán không bán. Đôi khi người bán và người mua đều đồng ý nhưng chả có sản phẩm nào trao đổi cho nhau ngoài tình cảm. Đó là nét đặc biệt của chợ tình Sapa. Tất nhiên, nó không diễn ra một cách đơn điệu như hoạt động mua bán ngoài chợ thông thường, mà có những hoạt động văn hóa, giao lưu mang đậm bản sắc của người đồng bào dân tộc như kéo co, thổi khèn lá, hát giao duyên. Chợ tình Sapa thường diễn ra ở quảng trường lớn ngay phía trước nhà thờ đá Sapa. Nơi này từ lâu đã là một địa điểm du lịch Sapa rất nổi tiếng, được du khách trong và ngoài nước biết đến. Đến với phiên chợ tình, quý khách sẽ có cơ hội tìm hiểu cuộc sống tinh thần, phong phú và rất lạc quan yêu đời của người dân bản địa. Trong mắt du khách, Sapa được biết đến với hình ảnh của một thành phố cổ kính, ngập tràn sương mờ và cung đường đi bộ qua ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Sapa được mệnh danh là xứ sở sương mù và Đà Lạt của miền Bắc. Sapa luôn là điểm đến được lựa chọn để đưa nhau đi chốn của các bạn trẻ. Từ khí hậu, cảnh sắc, con người nơi đây tạo nên một vẻ độc đáo, riêng biệt, nơi hội tụ của tinh hoa đất trời mang đến cho Sapa một vẻ đẹp mà bất kỳ du khách nào đặt chân tới cũng đều muốn quay trở lại nơi đây thêm nhiều lần nữa. Những địa danh không thể bỏ qua khi du lịch Sapa đó chính là núi Hàm Rồng. Đứng trên đỉnh núi Hàm Rồng, bạn được phóng tầm mắt để ngắm nhìn toàn cảnh Sapa, thung lũng Mường Hoa, Tà Phìn ẩn hiện trong sương khói. Lên Hàm Rồng, du khách như lạc vào vườn tiên, mây ùa kín thân người, hoa rực rỡ mặt đất. Nhà thờ đá Sapa xây dựng từ năm 1895, được coi là một dấu ấn kiến trúc cổ toàn vẹn nhất của người Pháp còn sót lại. Nhà thờ đã được tôn tạo và bảo tồn, trở thành một hình ảnh không thể thiếu khi nhắc đến thị trấn Sapa Mù Sương. Đó chính là bản Cát Cát, là một bản lâu đời của người Mông. Nơi đây còn lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống như trồng bông, lanh, dệt vải. Hiện nay, nơi này đã được sửa xây dựng thành khu du lịch Cát Cát. Thung lũng Mường Hoa, bãi đá cổ Sapa. Điều đặc biệt tại thung lũng này là bãi đá cổ có khắc nhiều hình khác nhau, nằm xen giữa cỏ cây và những thửa ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc. Hàng trăm tảng đá sa thạch có khắc những hình vẽ, những ký tự kỳ lạ đến nay vẫn chưa được xác định nguồn gốc và ý nghĩa.
Ngày nay, khu chạm khắc cổ này đã được xếp hạng di tích quốc gia, là di sản độc đáo của người Việt cổ. Tại thung lũng Mường Hoa còn có con suối xinh đẹp trải dài khoảng 15 km qua các bản xã Lao Trải, Tà Văn, Hầu Thào và kết thúc ở Bàn Hồ. Đến với Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương, địa điểm mà bạn không thể bỏ lỡ đó chính là chinh phục đỉnh Phan Xipang, ngọn núi cao nhất của bán đảo Đông Dương, 3.143 m, nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn. Hiện nay, việc chinh phục nóc nhà Đông Dương có rất nhiều lựa chọn dành cho bạn. Bạn có thể đi trekking Phan Xipang theo tour của các công ty du lịch hoặc tự tổ chức với sự dẫn đường của dân địa phương, người dân tộc Mông, Giao. Trên đường lên đỉnh núi, du khách sẽ được khám phá hệ thống thực vật thiên nhiên kỳ thú. Tại đó có rất nhiều cây hoàng liên, một loại dược liệu quý, các loại gỗ quý, chim thú như gà gô, gấu, khỉ, sơn dương, các loài chim. Hoặc bạn cũng có thể chọn đi cáp treo. Tuyến cáp treo Phan Xipang đã giúp hàng chục nghìn du khách đã đặt chân tới đỉnh Phan Xipang chiêm ngưỡng, khám phá, chinh phục nóc nhà cao nhất Đông Dương. Đây cũng là tuyến cáp treo được UNESCO chứng nhận 2 kỷ lục UNESCO cho cáp treo Phan Xipang Sapa, đó chính là cáp treo 3 giây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới 1.410 m và cáp treo 3 giây dài nhất thế giới 6.292,5 m. Thời gian để chiêm ngưỡng đỉnh Phan Xipang bây giờ cũng được rút ngắn từ 2 ngày xuống chỉ còn 15 phút. Thác Bạc, Thác Tình Yêu. Từ thị trấn Sapa đi về phía tây khoảng 11 km, trên đường đi Lai Châu, bạn sẽ gặp thác bạc ào ào chảy xuống từ độ cao trên 100 m vào dòng suối dưới thung lũng Ô Quy Hồ, tạo nên âm thanh núi rừng đầy ấn tượng. Tuy nhiên, vào mùa khô, bạn nên cân nhắc khi tham quan thác bạc vì khi ấy thác rất ít nước. Đi thêm 3 km nữa từ thác bạc là đến cùng trời để ngắm xuống thung lũng Lai Châu và đỉnh Phan Xipang hùng vĩ. Nếu thích đi bộ, bạn có thể dừng chân ở Trạm Tôn và đi xuyên vào vườn quốc gia Hoàng Liên khoảng hơn 1 km để khám phá thác Tình Yêu. Cổng trời. Đường lên cổng trời ngoằn ngoèo uốn lượn giữa lưng chừng núi trùng trùng điệp điệp. Con đường đèo này có tên là Trạm Tôn, len lỏi giữa dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, và cổng trời chính là đỉnh của con đèo này. Đứng giữa cổng trời Sapa, bạn có thể phóng tầm mắt bao quát cả thung lũng rộng lớn phía dưới với những ruộng nương xanh rì. Con đường ô tô xuyên ngược, xa xa là thác bạc. Cũng ở cổng trời này, bạn mới cảm nhận được vẻ kiêu hùng của đỉnh Phan Xipang vời vợi lưng trời, bên dưới là những vực sâu thăm thẳm. Sapa mang vẻ đẹp quyến rũ và lãng mạn như một câu chuyện cổ tích, mà ở đó còn thật nhiều điều bí ẩn cần khám phá. Hãy một lần đến với thị trấn xinh đẹp này để rồi nhớ mãi, và lại hẹn một dịp không xa sẽ còn trở lại. Quý khách có nhu cầu đặt vé máy bay giá rẻ, tour du lịch trong nước và quốc tế, đặt phòng khách sạn, thuê xe du lịch, hãy gọi trực tiếp số hotline 0392979999 để được tư vấn dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Cảm ơn quý khách đã xem video của chúng tôi. Hãy ấn nút đăng ký kênh miễn phí và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới video và chia sẻ cho mọi người cùng xem video này nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.